nhân điểm số có một chữ số với 999, chúng ta sẽ làm như sau. Ở đây 4 x 999, ta lấy 4 x 9 bằng 36. Đây có 2 chữ số 9 ta viết ở đây. Và 4 x 999 bằng 3996. 6 x 999 ta lấy 6 x 9 bằng 54. Ta có 6 x 9 bằng 54 ta viết 5, 4. Và đây là 99. Ta viết đây 99. Và 6999 bằng 5994. 8999, ta lấy 8 × 9 bằng 72. Và đây có 2 chữ số 9, ta viết vào đây. Và 8999 bằng 7992. Tương tự, các em hãy tính cho thầy 9 × 999 và comment kết quả của mình xuống phần bình luận của video này. Các em thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ để lan tỏa đến nhiều người. Các em nhớ đăng ký kênh để nhận được những video bài giảng tiếp theo. Xin chào và hẹn lại các em.